Ban đêm bên trong khu nhà cao cấp, người nhân viên bảo vệ khu nhà đang đi tuần tra như thường lệ. Trên đường bỗng xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Bảo vệ ra hỏi cô ấy có cần giúp gì hay không. Nhưng cô gái thì cứ ngồi xổm trên đất, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Người bảo vệ mở đèn pin soi vào chỗ cô gái. Ngay sau đó, đây là khu nhà ở Lát Đa Lên ở phía bắc thành phố Chiang Mai. Bởi vì môi trường sạch đẹp cùng với thiết kế đồng bộ hoàn chỉnh, nó dần trở thành lựa chọn hàng đầu của tầng lớp trí thức. Thì khổ sở phấn đấu suốt hơn 10 năm, cuối cùng cũng tích góp đủ tiền đặt cọc để mua một căn hộ trong khu này. Nghĩ tới việc sắp sửa được đón vợ con đến sinh sống cùng mình, trong lòng Thi vui như nở hoa. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là cơn ác mộng của cả gia đình cũng đã chính thức bắt đầu. Vợ và các con mau chóng được đón tới Chiang Mai, nhưng cô con gái Nan nhìn có vẻ không được vui cho lắm. Từ nhỏ Nan đã theo bà ngoại sống ở Bangkok, còn bà ngoại thì vẫn luôn không thích chàng giải thi này. Nan ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của bà ấy. Thậm chí lúc gọi điện thoại, cô bé còn than phiền với bà ngoại rằng phòng ngủ của mình không có tivi. Vì để tạo sự lãng mạn cho người vợ ban, thì đã đặc biệt rải cánh hoa hồng khắp cả phòng ngủ. Nghĩ đến việc người vợ chịu khổ suốt ngần ấy năm, anh ấy còn thuê một người giúp việc, giúp bọn họ giải quyết việc hàng ngày trong cuộc sống. Mấy ngày nữa người giúp việc có thể đến làm bình thường rồi. Sáng sớm thức dậy, Thi đang chạy bộ trong khu nhà, vừa hay gặp được người giúp việc mình định thuê đang tới hoa cho chủ nhà. Thi lịch sự bước đến chào hỏi cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy lại chẳng nói năng gì đi thẳng vào nhà. Thư gửi đến ngôi nhà rơi trên đất, giống như đã rất lâu rồi không ai thu nó vào. Chiều hôm ấy, trên đường đón con trai tan học ở trường về nhà, từ đằng xa Ban nhìn thấy xe cảnh sát đang đỗ trước cửa nhà người chủ thuê giúp việc. Chủ nhà là một cặp vợ chồng người ngoại quốc, chỉ khi nào đến Tết mới quay trở về căn nhà ở mấy hôm. Bình thường chỉ có người giúp việc thỉnh thoảng đến quét dọn nhà cửa. Hàng xóm phát hiện ra cửa sau có dấu vết bị phá hoại nên mới báo cảnh sát. Phía cảnh sát phát hiện trong căn nhà đã bị trộm khoáng sạch, ngoài ra còn phát hiện xác của người giúp việc trong tủ lạnh, thi thể đã bị thối rữa, gương mặt còn bị axit làm biến dạng. Bước đầu phán đoán thời gian tử vong ít nhất phải từ hơn một tuần trước. Thi sau khi nhìn thấy tin tức cảm thấy có chút bất an. Nếu như người giúp việc đã chết một tuần trước, vậy thì người sáng nay anh nhìn thấy là ai? Thi lo lắng vợ mình sẽ sợ hãi nên không nói chuyện xảy ra lúc ban sáng cho cô ấy. Nhưng Ban lại phát hiện nhà hàng xóm có một bà cụ bị bại liệt, có việc gì thì cũng chỉ có thể dùng chuông để gọi người nhà. Con mèo nhà họ thường xuyên chạy đến nhà Thi chơi, việc này đã khiến Ban sợ mèo từ nhỏ bị dọa sợ không nhẹ. Hôm đó con mèo lại tiếp tục để chiến lợi phẩm của mình ở lại nhà Thi. Anh cởi giày ra xua con mèo đi, không ngờ rằng dùng lực quá mạnh, chiếc giày đã đập cả vào xe của nhà hàng xóm. Chủ nhân của ngôi nhà có vẻ không thân thiện, người vợ thì ngoan ngoãn nói gì nghe nấy, trên cổ còn hiện rõ vết bầm tím, thậm chí ban đêm vẫn có thể nhìn thấy cô ấy đang bận rộn may quần áo. Những ngày tháng sau đó, trong khu nhà bắt đầu phát sinh đủ loại chuyện đáng sợ. Đầu tiên là có người nhìn thấy bóng ma của người giúp việc ở trên cổng chính của khu nhà. Tiếp đó lại có hàng xóm bị bệnh viện tâm thần đưa đi, cô ấy nói mình nhìn thấy người giúp việc đã chết ở trong nhà mình. Không chỉ vậy, ngay cả bảo vệ của khu nhà cũng đã chứng thực lời đồn của mọi người. Tối hôm ấy, một chiếc xe taxi bỗng nhiên xuất hiện ở khu nhà, đột nhiên phanh gấp. Bảo vệ bước lên hỏi có chuyện gì xảy ra. Chủ xe nói có một cô bỗng nhiên lao đến, suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn. Nhưng bảo vệ quay đầu lại nhìn phía đằng sau trống không. Buổi tối bảo vệ đi tuần tra như thường lệ và cảnh tượng kinh dị ở đầu video đã xảy ra. Các cư dân trong khu nhà đã góp tiền mời cao tăng đến để làm nghi thức siêu độ. Trong buổi lễ cầu siêu, mấy bà cô nói chuyện với nhau rằng có rất nhiều hàng xóm nhìn thấy người giúp việc đã chết ở trong khu nhà. Thậm chí đã có người bắt đầu suy tính tới việc bán căn nhà đi hoặc là chuyển khỏi nơi này. Lúc này Ban ngẩng đầu lên phát hiện vị cao tăng biểu cảm căng thẳng nhìn về phía đằng sau mọi người, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Ban quay đầu lại nhìn, không có gì bất thường cả. Lúc Ban đang hoang mang nhìn xung quanh, vị cao tăng bỗng nhiên ngã ra đất co giật, những người hàng xóm vội tiến lên giúp đỡ. Buổi lễ bỗng trở nên hỗn loạn, Ban lại quay đầu nhìn lại. Điều này khiến trong lòng Ban ít nhiều thấy có chút sợ hãi. Quay về nhà, cô kể lại mọi chuyện cho Thi nghe. Thi chỉ có thể cố giả vờ bình tĩnh nói có lẽ là cô ấy bị hoa mắt rồi. Rất nhanh đã đến nửa đêm, cô con gái Nan vẫn chưa đi học về. Thi quyết định xuống tầng đợi con gái, nhưng lúc này, khi đi đến phòng khách tiện tay bật điều hòa lên. Nhưng điều kỳ lạ là gió điều hòa lại cứ thổi vào phía bên cạnh anh. Phải biết rằng đây là sản phẩm mới trên thị trường có thể cảm biến để điều chỉnh hướng gió. Thi cho rằng điều hòa gặp sự cố nên điều chỉnh lại hướng gió lần nữa, nhưng điều hòa lại lập tức chuyển hướng sang phía bên cạnh. Thi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, anh thò tay chậm chậm sờ vào chiếc đèn bàn. May thay chỉ là một tên trộm đeo mặt nạ quỷ mà thôi, Thi bị cái chai đập trúng đầu, tên trộm nhân cơ hội đó chạy ra ngoài. Hôm sau Thi đi tới cửa hàng súng đạn, mua một khẩu súng phòng thân, nhưng súng thật sự có thể phòng trừ được thứ bên cạnh anh sao? Tối đó bạn của Nan đưa cô bé về nhà, mấy người trẻ tuổi đi tới trước căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ben dừng xe lại, đám trẻ không biết tốt xấu muốn đi vào bên trong thám hiểm. Dù cho Nan đã kể lại chuyện ma quỷ quấy nhiễu khu nhà cho họ nghe, nhưng mấy người vẫn cứ cố chấp muốn vào bên trong xem. Nan viện cớ mình mặc váy, không tiện leo trèo,
nên ở lại bên ngoài. Lúc này Nan ngẩng đầu lên và phát hiện rèm cửa sổ ban nãy còn đóng đã bị kéo ra. Trong đêm tối, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm mấy đứa nhóc ở tầng 1. Vốn dĩ đã nói là chỉ chơi một lúc rồi sẽ ra, nhưng Nan đợi hơn chục phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng ai. Nan lấy hết dũng khí đi vào bên trong căn nhà, gọi tên mấy người bạn nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Nan lại cầm điện thoại lên gọi. Trong phòng để đồ vang lên tiếng chuông điện thoại của người bạn. Nan kinh sợ đẩy cửa phòng để đồ ra, điện thoại của người bạn đặt trên cái ghế. Lúc Nan đang cảm thấy khó hiểu, một bóng người từ từ tiến lại gần cô bé từ phía đằng sau. Hóa ra là mấy người bạn cố ý hù dọa cô bé, nhưng Nan bỗng phát hiện có thứ gì đó đang lơ lửng phía sau lưng họ. Tiếp đó cửa phòng bỗng nhiên đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám bạn. Sau đó là sự im lặng chết chóc. Nan run rẩy mở hé cửa phòng ra, mấy người bạn đã biến mất không dấu vết, thi thể của người giúp việc cũng biến mất theo. Sau đó cửa phòng từ từ mở ra, một bóng người đáng sợ xuất hiện sau lưng Nan. Cô bé bị dọa sợ hét toáng lên chạy ra khỏi căn nhà, khi quay trở về nhà thậm chí còn không chào hỏi bố mẹ một câu, chạy thẳng về phòng đóng chặt cửa lại. Điều này khiến hai vợ chồng Thi thiết sợ. Hôm sau trong lúc ăn sáng, Nan nói với Thi về chuyện gặp ma tối hôm qua, nhưng đối với Thi, đây đều là cái cớ con gái bịa ra cho việc về muộn tối qua, vì thế anh lập tức nổi cơn giận. Một khoảng thời gian sau đó cuộc sống rất bình yên, Pan và người vợ nhà hàng xóm cũng dần trở nên thân quen, nhưng trên người cô vợ kia vẫn luôn có vết bầm tím, Pan cũng không tiện hỏi nhiều. Hai đứa trẻ cũng dần trở thành bạn tốt của nhau, sau đó cả hai đi vào xem hình của camera được gắn trên cổ con mèo. Lúc này Pan đi vào trong phòng, lấy ra một ít tiền từ trong ví, Thi thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Những ngày tháng bình thường vẫn không thiếu được những cuộc tranh cãi vụn vặt, bà ngoại không nỡ để con gái và cháu ngoại chịu khổ, không ngừng gọi điện thoại bảo bọn họ quay về. Không may là công ty của Thi cũng xảy ra sự cố, công ty kinh doanh lừa đảo, ông chủ đã bỏ chạy, đem theo cả khoản nợ tiền lương mấy tháng của Thi. Nhìn tờ hóa đơn ngân hàng, Thi cảm thấy rất đau đầu, nhưng anh không tiện nói chuyện này cho vợ biết. Mỗi ngày anh chỉ có thể giả vờ ra ngoài đi làm, sau đó ngồi trong cửa hàng tiện lợi, không ngừng gọi điện thoại xin việc. Thấy mỗi ngày cứ trôi qua như vậy cũng không phải là cách, anh chỉ có thể tạm thời làm thuê trong cửa hàng tiện lợi. Đây chính là hiện trạng của một người đàn ông trung niên, chỉ một chút biến đổi trong cuộc sống đều có thể trở thành cọng rơm đè chết họ. Tan làm trở về nhà thì phát hiện một chiếc xe BMW đi ra từ cửa nhà mình, hóa ra là ông chủ cũ của Pan, đi từ Bangkok đến tận Chiang Mai, hy vọng Pan có thể quay trở về giúp mình giải quyết công việc của công ty. Quay trở về nhà, nhìn Pan với dáng vẻ căng thẳng, lại nhìn chăn chiếu lộn xộn trên giường, thì lấy ra khẩu súng mình vừa mới mua. Lúc này Pan đi vào phòng, thì bỗng nhiên xoay người lại nổ súng bắn cô ấy. Nhìn người vợ ngã trong vũng máu, thì bắt đầu thấy hối hận. May thay ban nãy chỉ là suy nghĩ trong đầu của Thi. Tất nghiệp tuổi trung niên, thì rất sợ hãi vợ sẽ bởi vì mình bất tài mà lựa chọn rời đi. Vì thế anh ấy luôn cẩn thận dè dặt xử lý quan hệ giữa người nhà, sợ rằng người bên cạnh sẽ khinh bỉ mình. Hôm đó Thi chủ động đến nhà người bạn đón Nan về, hy vọng có thể xoa dịu được phần nào mối quan hệ bố con. Không ngờ rằng lại đúng lúc bắt gặp Nan và một cậu bạn nam đang đùa nghịch trên giường. Cảm xúc Thi đã cố gắng nhẫn nhịn bấy lâu lập tức tuôn trào. Hai bố con nảy sinh tranh cãi kịch liệt trên xe. Thi trách mắng Nan cả ngày chỉ ở bên ngoài chơi bời lung tung. Nan hỏi ngược lại, ai mà lại muốn về cái nơi bị ma ám cơ chứ? Câu nói này dường như đã chạm vào nỗi đau mà Thi không muốn nhắc đến nhất. Thi bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, phi một mạch về đến trước cửa căn nhà bị ma ám. Lúc này thì đã mất đi lý trí vốn có. Bất chấp sự phản kháng của Nan, anh lôi cô bé vào trong nhà. Trong lúc lôi kéo, tay của Nan bị miếng thủy tinh cứa phải. Cô bé nhìn Thi với ánh mắt tràn đầy thù hận, thì lúc này mới phát hiện bản thân hình như hơi quá đáng thật rồi. Anh giống như một đứa trẻ làm chuyện sai trái. Nan buồn bã xông ra khỏi nhà, thì lúc này mới dần bình tĩnh lại. Nhưng đến khi anh muốn ra ngoài lại phát hiện cửa đã bị khóa cháy. Một bóng người mơ hồ ngân nga câu hát bước vào phòng bếp. Nhìn xuyên qua tấm kính, anh phát hiện người phụ nữ đang vừa ca hát vừa rửa bát, thì muốn kéo tấm rèm ra để nhìn cho rõ. Nỗi sợ hãi khiến anh mau chóng chạy ra khỏi nhà. Lúc này anh mới hiểu, có lẽ con gái thật sự không nói dối, có lẽ lời đồn về khu nhà bị ma ám là thật. Sáng hôm sau, Nan thu dọn đồ đạc muốn chuyển đến nhà bạn ở, thì vốn muốn tiến lên ngăn lại nhưng lại bị Pan ngăn cản. Nếu như lần này không để Nan chuyển ra ngoài, bà ngoại có khả năng sẽ đón luôn cô bé về Bangkok ở. Thì không còn cách nào, chỉ đành đồng ý. Hôm đó Tan làm về nhà, anh nhặt được chiếc vòng cổ của con mèo. Anh tò mò mở ảnh bên trong ra, phát hiện con mèo đã từng đi đến căn nhà bị ma ám đó, còn chụp được bóng của một người phụ nữ trong căn nhà. Thi sợ mất hồn, anh tiếp tục lướt xem ảnh, lại phát hiện con trai và đứa trẻ nhà hàng xóm xuất hiện trong căn nhà bị ma ám. Anh vội vàng gọi vợ đến hỏi con trai đi đâu rồi, thì biết được lúc chiều hai đứa dẫn nhau ra ngoài chơi, đến giờ vẫn chưa về. Thi cảm thấy bất an vội chạy đến căn nhà ma ám, trong nhà không có bóng dáng của hai đứa trẻ. Lúc này phòng bếp vang lên tiếng động, anh men theo âm thanh tìm đến trước tủ lạnh trong phòng bếp, phát hiện bên dưới chiếc tủ lạnh có máu gì ra. Lúc anh cúi đầu xuống để xem, chiếc tủ lạnh bỗng dưng động đậy. Anh cho rằng con trai đang ở trong tủ lạnh, vội vàng gỡ băng dính ra.
Lúc này vợ anh gọi điện thoại tới, nói rằng con trai đã về nhà rồi. Thi sợ xanh mặt, lông tóc dựng đứng. Vậy thì trong này là thứ gì? Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, thấy vậy anh vội chạy ra khỏi nhà, quay trở về nhà. Nát nói cậu bạn hàng xóm dẫn mình vào căn nhà đó để tìm mèo. Thi tức giận đi đến cửa nhà hàng xóm nói chuyện. Lúc này Thi nhắc tới việc vợ của Som Ki-at đến nhà mình vay tiền, trùng hợp lại bị hàng xóm nghe thấy. Som Ki-at cảm thấy mất hết mặt mũi, quay trở về nhà cầm tiền ra ném vào mặt Thi. Sau đó từ trong căn nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết của vợ Som Ki-at. Mấy ngày sau đó mọi thứ trở lại bình thường, chỉ là nhà hàng xóm có vẻ rất ít khi ra khỏi cửa, thùng rác trước cửa cũng trống không, bà cụ bại liệt trong vườn cũng không thấy đâu nữa. Đúng lúc Pan cảm thấy tò mò, trên tầng 2 bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của người vợ. Cô ấy vẻ mặt lạnh tanh xoay người rời đi. Càng kỳ quái hơn là thì nhìn thấy bà cụ nhà hàng xóm nửa đêm canh ba đi đi lại lại trong vườn. Chẳng lẽ chứng bệnh bại liệt của bà ấy đã được chữa khỏi rồi sao? Hôm đó Thi đang tham gia một buổi phỏng vấn quan trọng, người vợ lại liên tục gọi điện thoại tới. Thi nghe điện thoại mới biết nhà mình xảy ra chuyện rồi. Cửa nhà hàng xóm bị cảnh sát bao vây, Song Ki-at đầu tư thất bại nợ bên ngoài rất nhiều tiền. Người vợ cũng vay mượn hàng xóm xung quanh không ít, nhưng bởi vì áp lực quá lớn khiến bọn họ không thể gánh vác nổi nữa. Song Ki-at sau khi giết hết những người trong nhà cũng nổ súng tự vẫn. Càng kỳ lạ hơn là cảnh sát phán đoán họ đã chết rất nhiều ngày rồi. Tiếp đó chuyện kỳ quái không ngừng xảy ra trong nhà Thi. Từ đó Pan lại nghe thấy tiếng máy khâu nhà hàng xóm vang lên, rồi lại đến tiếng nô đùa của lũ trẻ. Pan vội vàng chạy về phòng con trai, may thay cậu bé đã ngủ say. Pan ôm cậu bé nằm trên giường. Thi nằm trên giường, bên tai cứ luôn nghe thấy tiếng chuông của bà cụ nhà hàng xóm. Anh cuối cùng không chịu nổi nữa đi đến bên cửa sổ. Trong vườn nhà hàng xóm không hề có bóng dáng của bà cụ, nhưng khi anh ngó đầu nhìn sang chỗ khác, phát hiện Som Ki-at đang đứng ở phía bên kia đường. Hôm sau, Pan phát hiện đồ chơi của con trai rơi đầy trên đất. Lúc cô đang định dạy dỗ cậu bé, Nát lại nói cậu bé nhà hàng xóm lúc nãy vừa chơi xong, giờ thì đang chơi trốn tìm với mình. Nói xong bèn chạy lên tầng 2. Càng đen đủi hơn là chuyện Thi làm việc ở cửa hàng tiện lợi đã bị Pan phát hiện ra. Cô lập tức nói chuyện này cho mẹ mình biết. Pan thử khuyên chồng rời khỏi đây quay về Bangkok sống, nhưng đối với Thi, bản thân không dễ dàng gì mới mua được nhà, quay trở về Bangkok làm lại từ đầu chắc chắn sẽ bị mẹ vợ cười chê. Pan nói sau khi quay về mình có thể đi làm, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Không ngờ rằng Thi nghe xong càng thêm tức giận. Anh thậm chí còn hoài nghi việc vợ mình quay lại làm việc chỉ là vì muốn được nhìn thấy ông chủ cũ mà thôi. Hôm sau khi đi làm thì phát hiện khu nhà càng lúc càng trở nên hoang tàn, càng ngày có càng nhiều hộ gia đình chuyển khỏi đây. Đi đến đâu cũng thấy treo biển bán nhà, ngay cả bảo vệ cũng đã xin thôi việc. Thì có vẻ cũng đã bị dao động, chẳng lẽ quay về Bangkok làm lại từ đầu sao? Hôm đó Tan làm về nhà, Thi đang bận rộn sửa xích đu trong vườn. Nan lại đột nhiên trở về. Mấy hôm nay Nan không ở nhà, vì thế cô căn bản không biết chuyện xảy ra ở nhà hàng xóm. Mẹ bảo cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Bangkok. Nan cho rằng đây là quyết định của bố nên cũng không hỏi han gì nhiều. Trong lúc thu dọn đồ đạc, chiếc khăn lau tay bị gió thổi bay sang khu vườn sau nhà hàng xóm. Cô thấy không có ai bèn trèo tường nhảy sang. Lúc đang tìm khăn, có người đẩy cửa bước ra. Nan lo lắng sẽ xảy ra hiểu nhầm, bèn trốn xuống dưới tấm ga giường. Nhìn có vẻ là vợ của người hàng xóm đi ra ngoài thu quần áo. Trong lúc hai người đi đi lại lại, cô vợ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Nan. Nan nhìn thấy người vợ bèn vội vàng giải thích và nói lời xin lỗi. Nhưng khi ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Nan bị dọa sợ lăn lê bò toài muốn thoát ra ngoài, không ngờ rằng lại va phải bà cụ. Nan sợ hãi tột độ được đưa vào viện cấp cứu. Nhìn thấy con gái bị dọa thành thế này, Pan sụp đổ hoàn toàn. Cô quy kết mọi chuyện đều là do Thi không chịu rời khỏi căn nhà, thậm chí chửi rủa Thi không phải là một người bố tốt. Thi tự biết mình đối lý nên cũng không giải thích nhiều, lặng lẽ ôm con trai nước mắt tuôn rơi rời khỏi bệnh viện. Nhìn cuộc sống mà mình khao khát đang dần trở nên xa vời, cảm xúc trong lòng anh lúc này vô cùng phức tạp. Nhưng thân là một người đàn ông, anh vẫn phải kiên cường đối mặt với tất cả, dù cho đã bị cuộc sống vùi dập, nhưng đây chính là trách nhiệm và sự bất lực của một người đàn ông trung niên. Ban đêm cơn mưa bão đổ ập đến, những chiếc xích đu lắc lư không ngừng. Tiếng cửa phòng ngủ bỗng dưng đóng lại khiến Thi bừng tỉnh giấc. Anh phát hiện không thấy bóng dáng con trai bên cạnh, nỗi bất an bỗng dâng trào. Anh đi tìm từng phòng trong nhà trước, cũng không thấy bóng dáng con trai đâu. Tiếp đó anh gọi điện thoại cho vợ, hỏi có phải cô ấy đã đón con đi rồi không. Thi nhìn thấy dép của con trai trong vườn nhà hàng xóm. Anh cầm theo súng đi đến căn nhà đó. Hệ thống điện đã bị cắt đứt, chỉ có thể mượn ánh sáng của tia chớp bên ngoài mới miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật trong nhà. Lúc này cây bút màu trên bàn chuyển động, bên dưới cây bút là một bức tranh vẽ hình một nhà ba người đang chúc mừng sinh nhật đứa bé. Xung quanh còn vương vãi bánh kem chưa ăn hết. Lúc này trên tầng bỗng vang lên tiếng đi lại, nghe tiếng bước chân có vẻ như không chỉ có một người. Anh bị dọa sợ không dám nhìn thẳng vào cậu bé, chỉ có thể dùng bức tranh chắn ở phía giữa, hỏi có bé Nát ở đây không. Cậu bé chậm rãi gật đầu xác nhận, sau đó thò tay ra xé rách bức tranh. Phía sau bức tranh là một gương mặt méo mó dữ tợn. Thì sợ hãi vội lao lên tầng. Phòng của người vợ vang lên tiếng máy khâu. Anh đi vào phát hiện khắp nơi toàn là mannequin.
anh nhỏ giọng gọi tên con trai, sau đó từ từ đi vào trong. Chiếc máy khâu thường ngày người vợ vẫn sử dụng được đặt sâu bên trong, lúc này vẫn đang không ngừng chuyển động, thì đột nhiên phát hiện, cảm giác khi chạm vào manơ canh có chút thay đổi, manơ canh trước mặt bỗng nhiên biến thành người vợ. Cô ấy bỗng dưng bắt lấy tay anh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi phòng của người vợ. Lúc này Pan cũng đã về đến nhà, trùng hợp thông qua cửa sổ nhìn thấy Thi đang ở nhà hàng xóm. Lúc này căn phòng ngủ bên cạnh bỗng vang lên tiếng nô đùa của trẻ con. Thi đạp cửa xông vào, anh giống như đã quay lại hiện trường án mạng lúc ấy, song ký ắt hai tay ôm đầu ngồi ở mép giường khóc lóc. Xung quanh chính là người nhà đang nằm ngổn ngang trên nền đất. Trong lúc lùi về sau Thi không cẩn thận làm phát ra tiếng động. Song ký ắt quay người lại, cầm khẩu súng nhìn về phía Thi với ánh mắt dữ tợn. Thi cũng giơ khẩu súng lên tra hỏi tung tích của con trai. Ba lúc này cũng đã chạy đến dưới tầng, chiếc xe lăn của bà cụ tự động rẽ về phía cô ấy. Lúc này Song Ki Ak ở trên tầng lao về phía Thi, sau đó tiếng súng của Thi vang lên, chiếc xe lăn ở dưới tầng cũng xông về phía Pan, nát ở trong tủ cũng bị tiếng súng đánh thức. Thi lúc này giống như một con chim sợ cành cong, anh hoảng loạn giơ súng điên cuồng, nát ở trong tủ cũng bị tiếng súng đánh thức. Thi cũng đã phát hiện ra tiếng động bất thường trong tủ quần áo. Pan đẩy cửa phòng ra, cùng lúc ấy tiếng súng của Thi lại vang lên lần nữa. Máu tươi chảy ra từ trong tủ quần áo. Lúc này hai người dường như đã nghĩ ra điều gì đó, Thi vứt súng xuống quỳ sụp trên đất, nát cuối cùng ngã xuống trong vòng tay của mẹ. Pan liên tục gọi tên con trai, nhưng chẳng có ai trả lời. Lúc mọi người cho rằng bộ phim đã kết thúc, nước mắt của Nat bỗng rơi xuống lòng bàn tay của người mẹ. Hóa ra cậu bé chỉ bị thương bên ngoài, ban nãy bởi vì quá sợ hãi nên mới ngất đi. Mà lúc này thì lại chẳng thể tiếp tục đối diện với hai mẹ con được nữa. Anh áy náy giơ súng lên chĩa vào người mình. Một vai diễn tràn đầy bi kịch, dùng một cách cũng bi kịch không kém để kết thúc sinh mạng của mình. Cuối phim, Pan lái xe đưa hai người con rời khỏi Chiang Mai. Chiếc xích đu vừa mới treo lên trong vườn, chẳng còn ai ngồi nữa. Hồi tưởng lại lúc yêu đương với Thi, từng giọt nước mắt rơi xuống, Pan không thể không chế được cảm xúc bật khóc nức nở. Một người đàn ông có thể hèn mọn đến mức bị tất cả mọi người khinh thường, nhưng chỉ cần người yêu anh hiểu anh, thương xót anh là đủ rồi. Thứ đè lên vai Thi, căn bản không phải là tiền mua nhà đắt đỏ và cuộc sống khó khăn, mà là hết biến cố này đến biến cố khác ập đến. Có lúc người nhà chẳng thể nào hiểu được, cảm giác khủng hoảng không có được sự đồng cảm giác thuộc về mong manh hư ảo mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông trung niên. Hy vọng những người đàn ông xem được video này có thể cùng nỗ lực, cũng hy vọng những người phụ nữ xem được video này có thể cổ vũ và yêu thương nhiều hơn người đàn ông bên cạnh mình. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Những ai yêu thích video của tôi thì đừng quên nhấn nút like và share nhé. Tôi sẽ đem tới những bộ phim thú vị hơn nữa. Hẹn gặp lại ở kỳ sau.